À, chào mừng các bạn đến với kênh nông nghiệp phân bón hữu cơ Con Trâu Cười. À, tôi là Dương Thiên Căn, người cho đi giải pháp nông nghiệp hữu cơ đến với nhà nông. À, các bạn thân mến, hôm nay tôi dẫn các bạn đến tham quan cái vườn cam sành ở chợ Ôn của anh Tài ha. Cái vườn công này khoảng 20 công. À, 20 công. Vừa rồi thì bà con thấy cái dàn cơi, cái dàn tược nó đi rất đẹp không? Đều bóng xanh rất là đẹp. Đó, rất là đều luôn. À, và để được cái bí quyết mà nó đều nó đẹp bóng cây ha như thế này á, hiểu gì bà con mình phải cũng phải biết sao ạ. À, nó có rất nhiều cái bí quyết, và cái bí quyết là gì thì chút xíu nữa tôi sẽ chia sẻ cho bà con. Em quay vòng vòng để cho bà con mình đi tham quan cái vườn cam của anh Tài ở chỗ không? Lá bóng xanh đẹp với vàng đọt cơi đi đều luôn. À, quay vòng vòng nè, em quay dài dài bên đây nè. Vườn quá đẹp không? Cơi đọt nè, đều gan lá dày luôn. Wow. Nè, lấy nè. Ồ, vô nè. Đều gan trên thấy không? Cái lực cây nó khỏe rê không? Đó. Quá trời đều. Này là cây cây 6 rồi các bạn. Cây 6, chuẩn bị là cây 7 anh Tài anh mới làm bông. Em quay vòng vòng để các bạn làm vườn cam sành ở chợ Ung Vĩnh Long chúng ta tham quan. Wow, quá trời đẹp rồi, nhìn thấy ghiền luôn ha. Cây lực khỏe này lấy làm bông là quá trời tuyệt vời luôn, lá dày luôn, đẹp cực kỳ không. Ôi ôi, cây nó khỏe chờ bá luôn. Rồi đi tham quan nhiều vòng ở đây. À, xin giới thiệu các bạn, đây là anh Hiếu. Anh trực tiếp để làm miếng vườn cam chúng ta đây nha. Thì anh Hiếu ơi, hồi nãy giờ tôi tham quan cái vườn cam thấy rất là đẹp. Anh chăm sóc rất là tốt. Nói chung là em hôm nay đến đây là để muốn gặp anh, để có thể là xin anh cho một số cái chia sẻ, một cái cách làm của anh thế nào để cái vườn cam nó đạt như thế này, để có thể là bà con làm cam sành ở Vĩnh Long chúng ta nói chung và các tỉnh khác nói riêng á, có thể người ta học hỏi về thêm cái cách của anh để áp dụng cho cái miếng vườn người ta nó có thể thành công giống như anh trong thời gian tới không. Dạ, thì để được như vậy thì anh như nãy anh chia sẻ em á, thì giờ anh có thể để trao đổi thêm một số ý anh làm sắp tới vừa rồi như thế nào anh. Chung phân thì phân hóa học 20-15 hay là 30-10 gì cũng có, nhưng mà xài hữu cơ, Như phân bón hữu cơ Châu Cười này với cái lần này anh, lân. à nó lăng đen ha, Thì cái này thì một à lăng công thì đen, nó 2 bao, à còn lân đen thì một công bao, mà thấy à nó tôi xốp đất nó à dễ mạnh Trà, anh đã bón lăng một công một bao, một bao rồi hữu cơ con trâu cười này anh bón một công hai công hai bao bao, mà anh bón giai đoạn nào anh? cái đoạn lá cũng bị già đó À, lá bị à. già chưa bị làm cơi đọt mới đúng không? À, Rồi bữa nay sau lá này đọt này nó già rồi. đúng rồi, À rồi sau nửa tháng 20 ngày con tưới lúc phùng này à, để... à nửa tháng 20 ngày sau anh mới tưới cái thùng ao nít bơm này Ừ. để cho nó khi nó lú tược ra Lú phải không? tược, lú tược nó À, lú ra tược ra thì anh mới tưới cái thùng này. ừ. Cái thùng này anh tưới khoảng 5 7 công gì không? 5 công 7 công mà tôi tưới thường 5 công, À, tưới 5 công. 20 công thì tưới 4 thùng, À, 20 công chứ tưới 4 thùng này. tưới 7 công cũng được À, ừ. ok. Là nó dưỡng về cái tược nó Ừ, đẹp, nó góp bóng đẹp. đẹp À, dài cao tược mà bự lá lá nó dày bóng đẹp như thế này đấy ha, ừ. tuyệt vời như thế anh, Ừ. quá trời các bạn ơi. Đó thì giới thiệu các bạn, anh Hiếu mới vừa nói lại cái quy trình chúng ta đó. Thì cái lá lụa mà nó lá này cái cam nó già lên rồi đã chuẩn bị làm cơi mới đó, thì ảnh bón lân ha, lân để mục đích của lân là để nó cải tạo đất, nó làm mềm xốp đất, nó kích nó nâng cái pH đất, nó hạ phèn nâng pH đất, nó làm cho đất thông thoáng. À, đồng thời kết hợp với cái bón hữu cơ con trâu cười, à, hữu cơ không bón con trâu cười này đây, à, các bạn thấy, à, thì nó sẽ làm cho kích cái dàn rễ mới để là nơi hút dinh dưỡng, à, nó làm mềm xốp đất, cải tạo đất dinh dưỡng luôn. Thì cái nền đất ngon rồi cái rễ phát triển tốt thì cái cây đọt nó sẽ đi đều thôi. Dạ, mà để cho nó đẹp dàn cây đọt nữa thì tưới nít bung này, à, cái sản phẩm oi nít này là cái nhập trực tiếp từ Tây Ban Nha nha các bạn. À, cái thùng này 20 lít mà nặng tới 26 kg đó. À, cái này sản phẩm phân phối độc quyền của phân bón hữu cơ Châu Cười. À, này mình nhập trực tiếp Tây Ban Nha về với các bạn.
Thì cái thùng này chúng ta tưới, nói với cam này, cây sáo này thì chúng ta tưới khoảng 5 đến 7 công. Cam tơ thì chúng ta có thể tưới nhiều hơn 1 hectare, một thùng này nè. Còn nuôi trái rồi nó đa năng mà, nuôi trái thì có thể chúng ta tưới từ 3 đến 5 công. Nên là cái thùng Aurix Boom của Tây Ban Nha này rất tuyệt vời, rất tuyệt vời. Các bạn làm vườn nên chú ý nha, chúng ta có thể sử dụng thử thì chúng ta sẽ cảm nhận được ngay. Rồi cảm ơn anh rất nhiều về cái quy trình sử dụng vừa rồi. Chúc anh sức khỏe nha. Ok, cảm ơn anh. Các bạn xem video thấy hay với chị thì hãy nhớ like, share và đăng ký kênh YouTube để ủng hộ cho Thiền Căn nha. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.